Và kính thưa quý vị, đằng sau những con số thống kê thất nghiệp của Hoa Kỳ mà người ta thường nói đến là sự đau khổ của những người lao động bị thay thế mà ít khi được nhắc đến. Họ là những người bị đẩy ra khỏi sân khấu của nền kinh tế Hoa Kỳ, là những người lao động bị sa thải, kỹ năng của họ không còn cần thiết. Những người này đã trở thành những con số thống kê trong thị trường việc làm tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Họ hiện diện ở khắp mọi nơi trên đất nước. Họ đang phải vật lộn để làm quen với tình trạng mới, một thị trường việc làm được xác định bởi sự bất an, sự chênh lệch tiền lương và các ngành công nghiệp biến mất. Nhưng chuyện gì đang thật sự xảy ra với thị trường lao động Hoa Kỳ? Tại Cleveland, Ohio, nơi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp trên toàn tiểu bang đã giảm xuống dưới mức trung bình của quốc gia. Cleveland là trung tâm của vành đai Rust với một lịch sử đáng tự hào của ngành sản xuất. Nhà máy Goodrich tại đây sắp bị đóng cửa. Đối với những công nhân tại đây, sự suy giảm của sản xuất là điều khó chấp nhận được. Ông Blaskowski là một công nhân tại nhà máy này, cho biết mỗi ngày đang trôi qua như một ngày có đám tang. Ông nói sau 34 năm làm việc, ông và nhiều đồng nghiệp đã để sự tự hào của mình vào trong công việc, bỏ rất nhiều thời gian thêm. Các công việc làm trong sản xuất không còn nữa, hiện đang dần biến mất bởi do tiến bộ kỹ thuật và sự khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Đưa người lao động trở lại làm việc đã được coi là một chủ đề trung tâm của cuộc tranh cử tổng thống trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều người có mặt tại hội chợ việc làm tại Cleveland đang mất dần niềm tin và sự kiên nhẫn. Ông David McCray là một thợ máy đang phải đối phó với lần bị sa thải thứ tư của ông trong vòng 10 năm. Ông nói cứ mỗi 3 năm, ông phải trải qua quá trình đầy căng thẳng này. Ngay cả sau khi đã bị mất rất nhiều việc làm nhà máy tại Ohio, tiểu bang dự kiến sẽ mất 110.000 việc làm trong khoảng thời gian 10 năm, kết thúc vào năm 2018. Đây sẽ là một mức giảm 15%, là mức giảm lớn nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế tại Ohio. Ông Dave Rentz đang cố gắng tạo trở lại một ít lạc quan trong thị trường việc làm này. Ông là giám đốc điều hành của tổ chức nối kết nhân viên tại Cleveland. Tại đây, có một phương pháp mới để dạy nghề cho những người thất nghiệp. Ông cho biết tổ chức dành nhiều thời gian hơn để kết nối nhân viên với công ty, tìm hiểu nhu cầu của họ là gì để giúp điền vào những nhu cầu của lực lượng lao động. Các nhà lập pháp của tiểu bang Ohio cũng đang làm việc với một phương pháp mới là thúc đẩy công nghệ mới, một cách để hồi sinh lại trung tâm sản xuất của Hoa Kỳ. Đổi mới và đào tạo lại là một phần của câu trả lời. Trong tình trạng bình thường mới, những người lao động có được trình độ giáo dục tốt hơn sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội hơn và lương cao hơn.